xin chân thành cảm ơn hai giọng ca của bà Diễm My. Và xin một tràng pháo tay để nhiệt liệt cổ vũ cho tinh thần âm nhạc. Và tiếp theo chương trình là tiết mục múa hồn quê của các cháu thanh thiếu niên Dương Kiều trình diễn, và để xin mời quý vị lắng nghe và thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một lời chúc sức khỏe, một lời chào xin chào nhé. Sau đây con xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu bài hát Người Lửa Lên Em. Thank you.
theo chương trình văn nghệ là tiết mục chèo điệu Lâm Cung do ca sĩ Việt Hoàng thể hiện. Xin kính mời. Và tiếp theo chương trình là tiết mục múa làng lúa làng hoa của đội chùa Thiên Minh. Thank you.